tắm chim, rửa chim. Trời ơi, thầy nói thật, không có nói giỡn, thôi cứ giỡn hoài. Còn nuôi cừu, chúng ta phải lấy nước nóng lau cừu. A few moments later. Cú, chim, chim cú. Cú cú, chim rừng, chim hót. Cú cú, cú cú, cú cú. Cục 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 tát. Thầy cứ nuôi gà. À, nói chúng ta nuôi gà. Thì cú đây, chúng ta đừng có hiểu lầm. Các bạn đừng có nên nghĩ là lầm là nói chay, nói bậy, ha là nói giỡn. BB xin chào chú anh chị và quý vị. Thật sự ra thì BB rất muốn nghe từ những lời khuyên của chú anh chị về ông thầy Thích Tâm Phúc. Phải chăng đây là những lời nói khuyên cho những người đang nuôi, giữ và bắt chim ngừng lại, hay là có một cái hàm ý nào đó sâu xa? Thì mong quý vị coi hết video và để lại bình luận phía bên dưới để BB có thể cập nhật tình hình tiếp theo cho quý vị xem nha. Chúng ta cũng cúng cho thầy để thầy có sức khỏe, để thầy sống tới 2400 năm nữa để thầy rước Đức Phật Di Lặc ra đời, đúng không? Vậy tụi con cũng phải sống tới 2400 năm nữa. Ai biết tụi con tu thì mới sống được tới 2000 mấy năm, còn con không tu thì không biết được trăm năm không. Vậy rồi tụi con uống hút với thầy tu đi, chờ không chịu tu mà rồi sống tới 2000 năm. Cho con hỏi như thế này nha. Ở đây là một cái khu du lịch, khu giải trí ở Đại Nam mà thấy là yến nó về đây rất là nhiều thế này. Thì nuôi, cái đây là yến nó nuôi. Chứ không phải là đất lành. Không phải. Thì nhiều khi cũng có bay về, nhưng mà nếu biết cách làm cái máy kêu yến, rồi hai nữa mình phải cho nó ăn thường, thì đất lành chim đậu cũng phải có thức ăn nữa. Giống như các thầy tu thì cần có Phật tử cúng dường vật hợp tiền tài và đầy đủ vật chất. Còn ví dụ như những loài vật ở đâu, ví dụ nuôi bồ câu, nuôi yến, nuôi chim, chúng ta cố gắng. Giờ nhà chúng ta nhớ phải nêu, chúng ta có nhiều loại chim, có loại chim khác nhau, thì mình 1000 cái loại chim khác nhau, thì chúng ta nên nuôi những con chim, những con két, những con sáo biết nói, chim biết nói nha. Rồi chim thì có thể gỡ hư, chưa bồ câu là gỡ hư. Rồi đàn ông thì nhớ nuôi chim, thì muốn chơi chim tốt và chúng ta muốn hưởng thức những chim to, chim lớn thì chúng ta phải nuôi chim. Trừ cái chim nhỏ chúng ta nuôi chim to. Rồi cu cũng vậy, chúng ta đàn ông thì thích chơi những bẫy cu, rồi chơi cu, rồi nuôi những con cu lớn. Chúng ta nuôi những con cu nè, có cu đất nè, rồi cu xanh nè, cu vàng, cu đỏ. Thì cu này là gì? Là những con cu mà chúng ta nuôi để cho nó hót. Hót đi cu, hót đi cu, hót đi chim, hót đi chim. Nhưng mà chúng ta đừng đùa giỡn. Thì những cái tại loài chim là rất là mắc, có thể vài chục triệu, vài 300 triệu, cả tỷ. Thì chúng ta nhớ là khi chúng ta nuôi chim, lựa chim mà chơi, chơi cu cũng lựa cu to hay nhỏ mà chúng ta chơi. Thì cái cu này là, thì những cái người mà chuyên chơi cu, thì có những cái lồng cu, thì có lồng thì mới nuôi cu, mà nuôi cu phải có cái lồng, thì không có lồng làm sao nuôi cu. Thì chúng ta phải nhớ là những người chơi cu thì phải có lồng cu, những người chơi chim phải có lồng chim. Thì nuôi chim, nhưng mà chúng ta nuôi dễ chơi, thời gian cũng phải thả phóng sanh loài chim đó. Thì có lồng chim chúng ta thả để cho nó tự do tự tại. Tại loài chim nó khích tung tăng bay trên bầu trời thánh thót, những cái biển, những cái sông núi, những rừng rú, ăn những các cái loại động vật thoải mái. Mà chúng ta cứ bắt chim, chơi chim, nuôi chim vào lồng, nuôi cu vào lồng, rồi chúng ta không thả ra nó không được tự do, nó bí đường cùng. Tối ngày chúng ta cứ mua vật, những cái vật thật. Tối ngày đàn ông thì cứ chơi chim mà không biết chơi chim, đàn bà thì chơi cu không biết chơi cu. Nếu mà chơi cu thì chúng ta phải bỏ vô lòng, mà chúng ta chơi phải cho ăn đến nơi đến chốn, và ăn phải bồi dưỡng, tắm chim, rửa chim. Trời ơi, thầy nói thật, không có nói giỡn, thôi cứ giỡn hoài. Còn nuôi cu chúng ta phải lấy nước nóng lau cu. Đừng có chọc cho thầy cười. Lau cu, rồi chúng ta phải tắm cu, chúng ta dắt những cái khăn lạnh á. Rồi giờ dắt những khăn ấm, chúng ta dắt cho thật kỹ, lau con cu cho nó sáng bóng. Cu á, nó phải có sức khỏe. Thì cu có sức khỏe thì cu mới bay mạnh, có sức khỏe để vận hành mạnh. Nên chúng ta đàn ông mà không biết bồi dưỡng cu là đàn ông không tốt. Nếu chúng ta biết chơi cu và làm việc cu có sức khỏe thì làm cho mấy con chim nó thích thú và nó thích quay hoàng chủ. Nên chúng ta đời sống cuộc người phải biết chơi cu và nuôi cu. Cu đây chúng ta đừng có hiểu lầm. Các bạn đừng có nên nghĩ là lầm là nói chay, nói bậy,
là nói giỡn. Thầy nói là nuôi chim là những con chim mà những cái mình bắt ở ngoài giờ trời, là con chim có chim sẻ, chim yến, chim bồ câu, chim sáo, rồi những có con sáo biết nói nè, con két biết nói nè, rồi những con chim mà chúng ta nuôi ở ngoài mà bắt vào đàn ông khích chơi chim, những con chim giống như có bài hát đó, người ta lấy cái lòng chim những người mà nuôi chim, hót đi chim, chơi đi chim, chơi đi chim là gì? Ta cho chim giỡn với chim là ta cho những bắt những con vật thật, những con sâu cho chim ăn. Còn con cu là gì? Chúng ta không biết cho cu. Trời, con cu nó to lắm á, không có nhỏ đâu. Rồi con cu á thì ta nuôi để làm chi? Ta làm kiểng, nuôi gia đình. Ví dụ nhiều người họ làm nè, trước nhà mình, trước công viên nhà mình những cái cây. Trời ơi, đi chơi bẫy chim nè bà con biết không? Chơi chim á, chúng ta phải biết cách làm cái lòng chim. Chúng ta phải để lúa. Hồi xưa thầy thấy đi về vùng quê, có nhiều người để bông lúa ở trên cái bẫy chim á, cái bắt đầu cái để lên con chim, có con chim, con cu, nhất là con cu nằm trong cái hót cái đầu lát cái con chim con cu kia lên, con kiếm cắn ăn lúa, cái bắt đầu có cái bẫy, có lưới chập lại, cái là bắt được chi cu liền. Chim cũng vậy, chúng ta muốn bẫy chim, muốn chơi chim phải bẫy chơi chim, muốn chơi cu phải bẫy cu. Chúng ta cố gắng biết cách bẫy thì cu sẽ dính, mà biết chơi, biết bắt chim thì phải bẫy chim sao nó dính rồi mình mới nuôi được. Nó giống như một người nuôi xe sẻ muốn phóng sanh, họ bằng cách là gì? Ta là lấy cái lòng chim và cái lưới chim, bẫy chim thì dính chim đó. Nhưng mà chim ta bay quanh trời, chúng ta phải hạn chế bắt chim. Ta tung tăng bầu trời tự do tự tại tự nhiên, ta bẫy chim chơi chim. Nên đàn ông mà nếu mà biết chơi nhưng mà cũng phải thả chim, đừng có bắt chơi lâu. Cu chúng ta bắt cũng chơi thời gian ta thả, chim cũng chơi thời gian thả để cho tự do tự tại, đừng có nên chơi quá đà rồi cái làm cu bị hư rồi bị bệnh. Rồi chim cũng chơi lâu thì nó cũng bị yếu sức, rồi sẽ không có đủ sức khỏe, rồi nó sẽ chết. Nên mà chơi chim phải bồi dưỡng chim và phải thả chim. Bồi dưỡng chim bằng thức ăn hay chúng ta bồi dưỡng chim bằng cách lúa nè, gạo nè, rồi những cái thực phẩm là nước chúng ta chơi chim. Còn những con sáo két với cưỡng là nó ăn gì? Ăn ớt, ăn chuối. Còn những con sáo, con chim khác thì ăn lúa là chính. Chúng ta biết bồi dưỡng chim, nuôi chim và vựng chim. Chúng ta ăn phải ăn cho đúng, làm việc đúng mà nuôi chúng ta. Giống như con người chúng ta nãy giờ tự nhiên, tự do, tự tại, có tiền, có của, sống, muốn đi chơi, muốn làm gì cũng được tự nhiên kia. Cha mẹ bắt ép mình ở trong phòng hoài, không ra đường rồi mình buồn không? Rồi mình có tự do không? Giờ nhốt mình ở trong phòng, mình có tự do, bốn bức tường mình rất là đau khổ. Mình muốn tung tăng đi chơi đi đâu cũng được, muốn tham quan đi nước này nước kia cũng được, mà ép mình trong một cái bốn bức tường đau khổ chưa thì không được tự do. Thì con chim cũng vậy, ta nhốt con chim trong lòng thì con chim đó khổ lắm. Nhốt con chim trong lòng cho ăn hoài nhưng mà đâu có tự do tự tại. Chơi chim phải chơi chim cho thoải mái, chơi chim mà cho chim bắt ở trong lòng không chim khổ đau. Cu cũng vậy, cho bắt những con cu chơi, chúng ta tôi chơi chút thôi, cu đừng có chơi lâu thì nó cũng sẽ bệnh phải đau. Chúng ta chơi cũng cẩn thận, nhưng mà đứng chúng ta thầy nói về thì các bạn dẫn đây thì có những cái bài thơ về chim, nói về chim én, nói là các loại chim, thì thầy cũng nói nhắc chúng ta là được đừng nên phóng sanh chim, đừng nên bắt chim, đừng nên chơi chim, đừng có chơi cu rồi bắt cu. Chúng ta tối ngày cứ lấy cái khăn nóng lau cu, lau chim. Chúng ta cứ tối ngày vậy thì đau khổ. Khăn nóng quá nó rụng lông chim, lông cu. Thì chúng ta bồi dưỡng chim, nuôi chim chứ đừng có lấy cái lấy nước sôi, nhúng nước sôi vô để là ăn thịt chim, ăn thịt cu luôn rồi thì chúng ta ăn con chim cũng chết và con cu cũng chết. Chúng ta đừng có nghĩ giỡn, đừng nghĩ quẳng, mà chúng ta cũng đừng có nghĩ về bậy bạ. Thì thầy nói mục đích là chúng ta biết có những cái người tất cả thế giới này muôn vạn cái trò chơi, muôn vạn cái thú vui, thì chúng ta nói tóm gọn hạn chế chơi chim thì cũng phải biết cách chơi chim, nuôi chim thì nó tốt, mà con chim nó vui được rồi nó tung tăng nó hót, rồi con cu cũng biết hót, biết chơi, chơi cho nó chẩn chứ mấy giờ nó ở trong lòng riết mình không cho ăn thì cu hay chim gì cũng chết. Chúng ta người mà không bồi dưỡng con người cũng vậy, con người phải chết. Nhưng mà thầy đang nói về con chim với con cu mà họ nuôi thì chúng ta cũng phải biết khắc phục. Con chim giờ, con chim giờ đấu giá cũng vài ba tỷ, con cu giờ vài chục tỷ. Cu chim, chim cu, cúc cu chim rừng chim ho, cúc cu cúc cu cúc cu cục 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 tát. Thì cái nuôi gà nói chúng ta nuôi gà thì nuôi có gà cũng có loại gà, đàn ông thích chơi gà lắm.
gà má gà gà trống gà mái gì đá phạch 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 phạch. Rồi nhiều khi con gà có cửa gà ngựa chín hầm ngao cũng chơi đá gà. Nhiều người cho chúng ta đừng có chơi đá gà, gà ta đang sống cái đem đá nhau. Ngựa chơi cu 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 thời đang hot hot con chim cu cu sao qua gà đá luôn hả? Thì đó thầy nói giờ đàn ông hạn chế chơi gà đá nữa.